Bạn đã từng đến Venice, thơ mộng của nước Ý chưa? Thế nhưng bạn có biết rằng là châu Phi cũng có một phiên bản Venice của riêng mình. Chỉ là Venice này, trông nó lạ lắm. Chào mừng đến với Marco Cổ. Khu ổ chuột lớn nhất thế giới nằm ở Lagos, thủ đô một thời của Nigeria. Chính xác thì phải gọi Lagos là một đại đô thị, thành phố phát triển nhanh thứ hai ở châu Phi và thứ bảy trên thế giới. Nếu là một quốc gia thì nó sẽ là nền kinh tế lớn thứ 5 tại châu Phi, một thành phố giàu có và như tất cả những thành phố giàu có khác, nó đang phải đối mặt với tình trạng phân hóa cực kỳ sâu sắc giữa người giàu và người nghèo. Thật khó để có thể hình dung thực tế là Nigeria bất bình đẳng đến mức như thế nào. Có những người kiếm được hàng triệu đô la mỗi ngày, sống trong những ngôi nhà tiền tỷ, lái xe hơi sang trọng, mặc đồ hiệu thời trang cao cấp. Thế nhưng đồng thời, 60% dân số tại Lagos đang sống trong các khu ổ chuột. Hàng triệu người không đủ ăn, hàng triệu trẻ em không được đi học. Nếu ví Lagos như là một người phụ nữ, thì cô ấy sẽ mặc một chiếc áo khoác Gucci, phóng như bay trên chiếc Porsche trên con đường ổ gà ngập ngụa. Vậy thì Venice của Lagos đã hình thành như thế nào? Từ thế kỷ thứ 18, những ngư dân đến từ Benin đã dựng lên một làng chài nhỏ. Trước khi họ có mặt tại đây, thì Makoko là một nơi định cư trái phép được xây dựng trong diện tích chỉ vỏn vẹn có 1 km². Theo thời gian, thì hàng ngàn người đã biến nơi này thành nhà của họ. Giờ đây, đi qua cầu đại lục thứ 3 dài 10 km, người ta có thể chiêm ngưỡng khu ổ chuột nổi trải dài trên đầm phà bên cạnh Đại Tây Dương. Và ở rất gần là những tòa nhà hiện đại của Lagos. Sinh sống chủ yếu ở Makoko hiện nay là dân lao động nhập cư từ các nước Tây Phi đang cố gắng để sinh tồn ở Nigeria vì bị coi là cư trú bất hợp pháp, không ai biết chính xác có bao nhiêu cư dân ở Makoko. Cảnh sát hiếm khi hiện diện ở đây, cũng không có chính quyền vì nơi này vẫn đang trong tình trạng không được công nhận, chỉ có các trưởng làng đứng ra quản lý mà thôi. Trong khi Ngân hàng Thế giới ước tính dân số tại Makoko là 85.000 người, thì trưởng làng cho rằng phải có khoảng 400.000 người chen chúc trong mảnh đất bị bỏ bê này. Trong những ngôi nhà nổi bằng gỗ, được chống đỡ bởi sàn gỗ đóng cắm sâu vào những tấm phao trên dòng nước sâu hơn 1,5 m, là nơi ở cho từ 6 đến 10 người. Phần lớn trong số họ đều là những người đi thuê. Dòng nước uốn khúc tạo thành hệ thống đường xa, trên đó thì người dân di chuyển bằng xuồng, đánh bắt cá và làm tụ điểm trao đổi hàng hóa. Những người phụ nữ thường dùng xuồng để buôn bán thực phẩm, nước và hàng gia dụng. Với các cư dân thì đó là hoàn cảnh mà chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu. Thế nhưng cuộc sống lạ lùng và khổ sở ở nơi này, trong mắt những người ngoài lại là điều rất thú vị. Kết quả là rất nhiều khách du lịch đã xuất hiện ở Makoko. Người dân ngày càng trở nên đề phòng những người lạ với máy ảnh, camera lăm lăm trong tay. Trong tâm trí của những đứa trẻ, máy ảnh lắp ống kính dài trở thành biểu tượng đặc quyền của người da trắng. Ý tôi là ngay cả khi người cầm máy ảnh là dân Nigeria chính hiệu đi chăng nữa. Cảm nhận chung của các cư dân là nhiều người đến Makoko chụp ảnh quay phim để kiếm tiền bằng cách là bán hình ảnh hoặc câu chuyện để gây những đồng tiền quỹ mà người dân Makoko sẽ không bao giờ được nhận. Họ cũng cần phải cảnh giác tự bảo vệ, bởi vì không ít lần họ đã phải đối mặt với những quan chức chính phủ không hề hài lòng khi mà những hình ảnh nhếch nhác ở đây bị cả thế giới biết được. Một sự bôi xấu hình ảnh quốc gia chăng? Tôi đoán vậy. Thế nhưng nếu có sự lựa chọn, thì những người dân ở khu ổ chuột Makoko cũng không muốn sống như vậy. Không có trường công nào dành cho trẻ em ở Makoko. Nhiều trẻ em chưa bao giờ đến trường và không biết chữ. Vào năm 2013, từng có một ngôi trường nổi được xây dựng ở Makoko, thế nhưng nó hầu như không được sử dụng và sau đó đã bị bão cuốn bay vào năm 2016. Cộng đồng không thể trả lương cho các giáo viên hoặc là mua sách và đồ dùng học tập. Điều này kéo dài thêm sự bất bình đẳng vì không có bằng tốt nghiệp trung học hoặc đại học thì mọi người sẽ không thể kiếm được một việc làm lương cao có thể giúp họ thoát nghèo. Và cứ như thế qua nhiều thập kỷ, hiện nay họ vẫn không có quyền tiếp cận với cơ sở hạ tầng cơ bản, kể cả việc có nước sạch để uống, điện sử dụng và xử lý chất thải cũng không. Tại đây cứ vào khoảng 15 hộ gia đình sẽ chia nhau dùng chung một nhà vệ sinh công cộng. Nước thải, chất thải, rác thải sinh hoạt và những chiếc túi ni lông được xả thẳng trực tiếp vào dòng sông, rồi người dân lại tiếp tục sử dụng nguồn nước ấy trong sinh hoạt hàng ngày. Cách duy nhất để có được nước sạch uống là mua từ các nhà cung cấp. Đây là nguồn nước được người ta khai thác từ các giếng khoan lên để bán. Bây giờ có lẽ bạn sẽ tự hỏi, tại sao chính phủ không cung cấp nước cho người dân Makoko? Tại sao không có bất cứ cơ quan quản lý nào? Tại sao không làm gì cả? Câu trả lời rất rõ ràng. Chính phủ không muốn bất kỳ ai sống tập trung lâu ở đó cả. Qua vài thập kỷ, giá đất ở Lagos đông đúc đã tăng lên chóng mặt. Hàng đống các dự án nâng cấp đô thị, bất động sản sinh ra mỗi ngày. Chính phủ Lagos tung ra những khoản trợ cấp nhà ở chi phí thấp,
Thế nhưng rốt cuộc chỉ làm lợi cho những khu dân cư giàu có với những ngôi nhà có giá cả triệu đô la. Đó là điều không thể tưởng tượng được với các cư dân ở Makoko, những người không kiếm nổi 2 đô la mỗi ngày bằng cách bán những gì họ câu được. Và thế là vào tháng 7 năm 2012, hơn 200 người bỗng trở thành vô gia cư sau khi mà chính phủ cho phá hủy các cộng đồng sống dọc đầm phá. Một thông báo được gửi tới các cư dân tuyên bố rằng vì những vấn đề môi trường, rủi ro an ninh và trở ngại với việc khai thác kinh tế khu vực ven bờ, tất cả những người sống ở đây đều phải rời đi trong vòng 72 giờ tới. Cảnh sát và nhân viên chính phủ xuất hiện, dùng dao dựa đốn hạ những ngôi nhà gỗ trên mặt nước. Thế nhưng không ai nói cho những người mất nhà biết rằng họ sẽ phải đi đâu. Không có chỗ ở thay thế nào được cung cấp cho cư dân. Sau 5 ngày, thì việc phá dỡ bị dừng lại vào ngày 21 tháng 7 năm 2012. Một trưởng làng đã bỏ mạng vì sơi kẹo độc của cảnh sát. Một số người may mắn được hàng xóm cứu mang, một số thì vơ vét tài sản, con cái rút hết lên xuống. Số còn lại thì dựng nhà trong các ranh giới được chỉ định cách cáp điện 100 mét. Chính quyền thì nói rằng là cái khu ổ chuột này là một mối đe dọa y tế và môi trường, cũng như là không phù hợp với các kế hoạch phát triển của Lagos để trở thành một siêu thành phố. Hơn nữa, thì cư dân sống ở đây cũng gặp nguy hiểm vì các dây cáp điện chạy dọc theo các ngôi nhà trên mặt nước. Một lý do khác là tiềm năng khai thác của vùng đất này khi mà dân số Lagos đang ngày càng gia tăng. Thế nhưng những lý do đó có phải là thật hay không? Điều đáng ngạc nhiên là đối với một cộng đồng đông đúc nằm trên đầm nước hôi hám, thách thức lớn nhất về y tế ở Makoko không phải là các bệnh truyền nhiễm như là dịch tả, mà là các căn bệnh không lây nhiễm như là sốt rét, bệnh hô hấp và suy dinh dưỡng. Vào năm 2014, khi mà nỗi sợ hãi Ebola lên tới đỉnh điểm, thì chính phủ cho rằng Makoko sẽ là ổ dịch, thế nhưng thực tế thì không. Vào thời điểm cưỡng chế di rời, cả công chúng và truyền thông đều không có quyền truy cập vào bất kỳ đề xuất hoặc kế hoạch phát triển chi tiết nào cho Makoko. Ý tưởng rằng chính phủ có thể thẳng tay cưỡng chế di rời mà không cần thảo luận, không công nhận hàng thập kỷ cư trú, đáng tiếc, dường như lại là điều bình thường ở Makoko. Trước đó hơn 20 năm, một khu ổ chuột khác ở Lagos có tên là Maroko đã bị phá hủy. Từ một khu nhà ở nghèo nàn, tạm bợ, chính quyền đã tiến hành phá dỡ, cưỡng chế di rời và biến nó thành những lô đất đắt tiền cho các nhà phát triển bất động sản. Ở Makoko, ban đầu chính phủ bang Lagos gợi ý di rời những người sống trên đất liền, thế nhưng lại từ chối di rời cư dân bất hợp pháp trên mặt nước. Các cư dân cũng từ chối di rời đến một khu vực khác vì với họ, sinh kế của họ không thể thiếu nước. Sống và làm việc trên mặt nước là lẽ tự nhiên đối với họ. Cư dân cũng khẳng định Makoko rất quan trọng đối với nền kinh tế của Lagos vì những con cá họ bắt được là thứ nuôi sống toàn bang. Nhờ có họ mà các khu chợ lớn nhất tại Makoko mới có thể bày bán hải sản, cá lù đù, cá nhồng, tôm cua đầy ắp với giá rẻ. Trước sự phản đối dữ dội đó, thống đốc của bang Lagos thông qua Bộ Kế hoạch Vật lý và Phát triển Đô thị đã bật đèn xanh cho mong muốn của cộng đồng. Các cư dân được phép tự đề ra một kế hoạch tái xây dựng Makoko, xem xét tất cả các khía cạnh của cuộc sống và sự phát triển bao gồm sử dụng đất, nhà ở, cơ hội du lịch, phát triển kinh tế, an ninh, chiến lược tài trợ và khung thể chế được thực hiện và quản lý. Giờ đây thì Makoko đứng trước ba lựa chọn. Một là nó có thể đi theo con đường của Bar Beach, nơi một dự án cải tạo đất lớn đang biến 9 km vuông của Đại Tây Dương thành những gì các nhà phát triển đang chào hàng với tư cách là Manhattan của Tây Phi. Một thành phố nhỏ dân cư và thương mại có tên là Eco Atlantic. Lagos khai đất, thế nhưng không thiếu các nhà phát triển bất động sản. Nơi nào Makoko bị nhấn chìm hoặc là bị nghiền nát, ở vị trí của nó sẽ mọc lên những tòa nhà căn hộ và biệt thự có giá ra khỏi tầm với của tất cả, chỉ trừ những người Lagos giàu có nhất ra mà thôi. Lựa chọn thứ hai là chính phủ sẽ dừng phá dỡ mà thay vào đó là bắt đầu cung cấp cơ sở hạ tầng mà người dân mong đợi được nhà quản lý cung cấp. Bệnh viện, trường học, điện đóm và cho phép Makoko phát triển theo cách của riêng mình. Thứ ba là đâu đó giữa hai con đường nói trên thì việc thực thi kế hoạch tái xây dựng một sự thỏa hiệp hợp tác giữa cư dân và chính phủ. Dù các chính trị gia và các nhà phát triển nghĩ gì thì Makoko là một cộng đồng thực sự được xây dựng bởi các gia đình sống ở đó. Nó có giá trị đối với họ và cho toàn bộ thành phố Lagos.